dừa sáp một cái xôi mọi người nha. Thì dòng dừa sáp này thì một cây tặng kèm 5 chai phân bón như thế này mọi người. Cái phân bón này thì mình dưỡng rễ, dưỡng lá rất là tốt nha. Chiên về dừa cho mấy anh chị chọn. Cây gói rất là kỹ mọi người cứ yên tâm nha. Một cây bán bên em là 1,2 triệu cái cây từ 1 mét đổ xuống nha mọi người. Đem qua cho mọi người xem nè. Cái vườn dừa sáp bên em thì rất là nhiều luôn. Cây có sẵn tại vườn rồi. Đây là cây cỡ nhỏ nha mọi người nha. Thì cỡ này là cỡ 1,2 triệu một cây nè mấy anh chị. Đó. Cây dưới 1 mét. Còn cái cây bên đây thì nó trên 1 mét rồi. Thì cây có tầm 1,5 mét, 2 mét luôn á mấy anh chị. Thì cây này bán 1,5 triệu một cây nha. Số lượng còn nhiều mấy anh chị có sẵn tại vườn. Thì cây giống này bên em đã sang bầu lớn và nó khỏe sẵn rồi. Mấy anh chị cứ việc trồng thôi nha. Nhiều lắm mọi người. Thì cây là 1,5 triệu nha mấy anh chị. 1,5 triệu một cây. Cái này là dừa sáp một cái phôi từ viện Cú Dầu nha mọi người nha. Hàng này là hàng chất lượng theo từng cây, mọi người cứ yên tâm. Hàng của viện nghiên cứu dầu. Dừa sáp một cái phôi nha. Đó. Hàng này em quảng cáo rất là nhiều lần rồi. Thì mấy anh chị tranh thủ chốt đơn đi mọi người ơi. Dừa rất là nhiều. Sẵn tại vườn. Mọi chi tiết liên hệ với số hotline là 0969 030905 nha mọi người nha. Dừa rất là đẹp luôn, mấy anh chị tranh thủ chốt nha. Dừa sáp nuôi cái phôi, ai cần đầu tư thì liên hệ tại vườn em nha mọi người nha. Thì mọi người có thể lại tham quan vườn. Thì những cái cây dừa sáp mà tụi em đang trồng nè mấy anh chị. Đó. Cũng chuẩn bị cho lũ mèo hết rồi mấy anh chị. Bên đây là 1.000 cây dừa sáp nuôi cái phôi tụi em đang trồng nha. Còn cái này là cây giống nè, em bán kinh doanh mặt hàng cây này nha mọi người. Này hàng công ty mọi người yên tâm nha.